Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đây kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha À, và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha bởi vì à, mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một 000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những người à, có hoàn cảnh khó khăn ví dụ như những người vô gia cư thành ra một người nhớ bấm đăng ký giúp mình nha à, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã cầm ở tập một ngày hôm qua Thế tập 1044 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Minh Sim Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Phong Nguyễn à, Cảm ơn Thanh Phong Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Minh Sim rất là nhiều luôn ha À thôi, rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì à, mấy bữa trước á, thì mình cũng đã kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà nó cũng có gọi là nó hơi dài, một câu chuyện nó dài khoảng chừng cỡ 30 40 phút gì đó, nó nhiều tình tiết. Thì hôm nay á, nó lại à, hơi khác biệt một chút xíu là mình sẽ kể mọi người nghe những cái câu chuyện ngắn, nó không có quá nhiều chi tiết. Những câu chuyện khoảng cỡ cỡ 10 phút, 15 phút một câu chuyện nh nhỏ 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 mọi người ha. Do rất là nhiều người gửi về luôn. Thì cái người đầu tiên á mà mình kể lại câu chuyện ngày hôm nay á là do một chị chị này, một bạn, bạn này bạn tên là Thảo uh, Thảo Jenny Thảo Jenny gửi về Zalo cho mình thì um, bạn Thảo á, bạn có kể về một cái câu chuyện mà mình lấy cái tựa đề câu chuyện này mình đặt cho ngày hôm nay luôn là ngồi nhậu với ma ha. thì câu chuyện đó là do hai cái người bạn của bạn kể lại và trong đó có một ông trùng tên với mình là một ông tên Vũ ông kia là ông tên là ông Phụng nha thì ông Vũ và ông Phụng thời điểm đó đó là có ở mà cái ông Vũ đó đó, đó nha là bạn trai của bà Jenny luôn rồi mọi người ha bà 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 Thảo luôn đó nha thì thời điểm đó đó ông Vũ và ông Phụng này là hai anh em này là ở cùng với nhau, ở cùng với nhau mới đầu tiên thì ở một cái nhà trọ ở gò vấp nhưng mà rồi do hai người này là chơi thân với nhau lắm à, mà cũng gọi là bạn bạn nhậu với nhau mà mọi người thì lúc đó hai ông cùng đổi công ty đi qua bên quận chín thời điểm đó là năm 2014 thì hai ông mới quyết định là sẽ đi chung khi mà đi chung với nhau thì mướn nhà trọ ở chung mình chia tiền nó dễ thì mới qua đây mới ở một cái căn nhà trọ trên đường lê văn việt quận 9. thì những người nào ở quận 9 là sẽ biết nha à thì à, một cái lúc đó đó thì khi mà qua bên đó thuê nhà trọ mọi thứ nó cũng dễ dàng giá cả rồi nói chung là những cái việc về tâm linh á thứ nhất ông vũ với ông phụng này là hai ông đàn ông lúc đó là cũng đã độ hai mấy ba mươi thành ra là không quan tâm đến chuyện ma cỏ rồi cúng kiến cũng không có luôn mà thậm chí là bàn thờ thần tài thổ địa cũng không có tại vì hai ông chỉ nghĩ đơn giản là cái chỗ này là cái chỗ để ngủ đi làm dữ lắm mọi người làm từ 8 sáng 8 tối về nhậu lầy nhậu nhậu cho là ngà là ngà là, 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 là thi nhau đi ngủ thôi nên cũng không có quan trọng về cái vật chất cúng kiến gì cả em thì hai ông này kể lại đó là cái lúc đó là ở được khoảng cỡ độ một tuần lễ thôi cái đầu tiên nè cái này là cái này là cái mọi người cũng là một cái bài học để mọi người đi thuê nhà trọ là ông vũ và ông phụng này cũng đã nói là trong vòng một tuần lễ đầu tiên á cứ sáng dậy đi ra đi làm à, tới chiều tối về là lúc nào cũng bắt gặp được những cái ánh mắt sôi mối ha à, những ánh mắt sôi mối cũng dòm rồi cũng xì xào to nhỏ cái này mình kể suốt rồi mọi người ơi cái, 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 cái những cái biểu hiện mà đúng không Nó chỉ chỏ này xù xì xù xì thì mới đầu hai ông cũng rất là khó chịu nhưng mà rồi đó ông phụng kia ông ơi thôi, thôi chắc người ta thấy tao với mày hai đàn ông vô ở nhà trọ thì nhầm khi người ta đồ mình uh, uh, gây này nọ đồ lgbt này nọ rồi thôi chứ đâu có gì đâu để bữa nào mình ra mình 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 ngồi mình canh 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 chủ nhật đó mình ừ mình ra mình giỡn giỡn mình hề hề là người ta biết liền ha đã thì tới bữa chủ nhật đó cái cũng ra cũng làm bộ nói trời ơi làm gì tôi hai đứa tôi uh, vô đây ở mới có từng lễ mười bữa mà, mà mấy người sau dòm như vậy tôi với uh, thằng này không phải BD đâu nha tôi nó anh em với nhau này nọ đồ ở cũng mấy năm nay rồi ở giáp vòng đi làm công nhân vòng vòng với đó chứ trời ơi tôi tôi với nó khoái con gái dữ dằn lắm thì mấy người kia chắc là họ cũng hơi ái ngại giống như là bị phát hiện là mình nhìn lén nhưng mà họ nói như vậy nằm không có nó bay bd không mà chuyện của tụi bay nè mà đâu tụi tao đâu phải giờ mới chuyện đó tụi tao giờ chuyện khác cái hỏi ủa mà chuyện khác là chuyện gì nói, thì, thì, thì thôi cái nào mà tụi bay gặp rồi mới nói chứ giờ tụi bay không gặp tao nói ra mất công tụi bay chửi tao nói xạo à thì lúc này là ông vũ với ông phụng là biết liền kiểu như là mình mình lớn rồi mình nghe vậy mình cũng hiểu nó ủa bộ phòng trọ tôi ma cỏ ma quỷ quỷ quái vậy sao mà tự nhiên nói gì mà lấp lửng rồi nửa nói nửa không vậy trời thì mấy người kia không ai nói nha mấy người kia không một ai nói trơn nó không có ừ, thôi không có nói gì trơn á tôi biết rồi mốt tụi tôi tụi, tụi tao không có dòm tụi bay đâu tụi bay muốn làm gì đó làm chiều chiều muốn đi nhậu đi nhậu như tụi tao không có nói gì nữa à, không hề trả lời vào trong trọng trọng tâm câu hỏi của ông vũ thì là cũng thôi nhà cũng hai người cũng ở đó bình thường thì cho tới khoảng cỡ hai ba tuần lễ gì đó là cũng gần một tháng rồi nha thì lúc đó mới có cái câu cái câu chuyện mà xảy ra cái chuyện mà ngồi nhậu ấy mà thì lúc đó khi mà qua đây như vậy rồi đó là hôm đó là cũng là một cái ngày gì đó mà cũng được ăn mừng nó giống như là à, được được lương thưởng gì đó cũng mà ông cũng không nhớ tại vì lâu rồi 24 rồi thì bắt đầu là hai ông bắt đầu là nhậu cũng sang lắm mà lúc đó là chỉ có hai người thôi nghe đó mua nguyên thùng bia bình thường nhậu rượu thấy bà nội đó nay được mua ở ừ, mua hai thùng bia là quyết định làm thằng là cương thùng đó đó nào tôi nói nhân đồ nướng rồi hải sản rồi rồi khô mực này nọ đồ nhiều lắm nó về hai ông nhậu À, về sớm nha, 6 giờ về đến nhà rồi là nhậu cho tới khoảng cỡ 10 giờ là coi như là hai ông là ke cái đầu rồi Nhậu mình gọi là ke cái đầu luôn, xỉn sai dữ lắm rồi nghe Thì á, cái lúc đó ông Vũ cũng nói rồi, <laughs> một khi con người mình đã nhậu vô á, rất là khó để mình nhớ là mình sẽ làm cái gì Nhưng lúc này tại sao ông Vũ và ông Phụng kia vẫn nhớ Hai ông kể lại như vậy là cả hai ông đều kể lại nha Là đang ngồi nhậu như vậy nè, thì có một cái người thanh niên À, thanh niên này họ đội một cái nón kết mọi người mặc một cái áo sơ mi tay dài mà còn săn tay lên áo sơ mi màu đen mặc cái quần jean đội một cái nón kết mà cái dạng mà nón kết mà có cái lưỡi trai đó mọi người ha mà đội hơi sụp sụp xuống như vậy nên không nhìn rõ được cái mặt đã mà nhìn ăn bận này có vẻ lịch sự rồi áo sơ mi săn tay áo nhìn lịch sự quá trời đã mới đầu tiên á là cái người thanh niên này cứ đi tới đi lui đi tới đi lui ở ở ngoài giống như là cái sân nhà trọ một người nhà trọ thường nó có cái sân sinh hoạt chung nè cứ đi tới đi lui hoài thì hai ông cũng ngồi nhậu nhìn một hồi thì thật sự là cũng ngứa mắt tại vì nói là cũng 10 giờ rồi ở đây sớm lao động ngủ sớm dữ lắm nó 10 giờ 11 giờ là có ngủ rồi ngày mai còn đi làm mà sao cái ông này cái cái thằng này đó tại vì thấy cũng nhỏ nhỏ tuổi hơn mình À, thì mình cũng kêu bằng thằng ờ à, cái thằng này sao nó cứ đi tới lui mà nó cứ lâu lâu nó nghĩa 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 vô hoài đã thì cũng nói ây phụng cái thằng này nó, nó bộ nó kiếm chuyện với mình nó vậy á không mà, ông quay qua ông, nói nó một tiếng hai tiếng không được mình cự mình bụp nó luôn nha à, kiểu như xỉn vô muốn quýt lộn ông phụng á là cái người rất là điềm đạm à chứ không phải tánh cũng như không phải hổ báo như ông vũ đâu phụng nó thôi uh, nhiều khi á tụi, tụi dân nhậu giống mình tụi nó thèm nhậu mà trời ơi dân nhậu mà đi ngang giờ bàn nhậu mình ta nói hiện chảy nước miếng trời ơi hai thùng bia rồi mồi màng này nọ cả đống cả lèn luôn Đôi đó thì nhiều khi bạn bè nó chiến hữu thôi mình quay qua mình mình đủ nó một tiếng coi ví dụ như nó vô nhậu thì mình ngồi nhậu chung đã thì ông phụng mới quay qua nó ê kia nhậu mày nhậu vô đây ngồi làm gì tới lui dòm dòm bạn đâu tưởng kiếm chuyện tính ra đập mày cờ mày nhậu không nhậu vô ngồi nhậu nè à thì khi mà nấu vậy xong cái người thanh niên đi, đi te vô mọi người à, đi mà lúc đó là chân chạm đất rồi này nọ đồ bình thường như không có gì nha chỉ có một cái là không biết làm sao đó thứ nhất á, là nhà trọ mà mọi người đâu phải là là, là đèn đuốc này nọ rồi nó cũng hơi mờ, mờ 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 chứ đâu phải là đèn sáng cho hung đông đó thứ hai nữa là bạn này bạn đổi cái nón kết khá là sụp sể giống như mình như đổi cái nón kết kiểu này nè sao mình nhìn thấy được cái mặt đúng không à thành ra là cũng rất là khó để nhìn được cái mặt đó thì bắt đầu anh này anh không có bước vô nhà trọ nha mà anh ngồi một người tưởng tượng là hai ông này ngồi nhậu ngay chỗ cửa nhưng mà ông hai hai người này là ngồi bên trong nhà trọ còn cái người đó họ còn ngồi ở bên ngoài nhà trọ cũng ngay cái cửa luôn thì cái bàn nhậu là được trang bà bàn này nọ là ngay chỗ có mặt ngay chỗ cái cửa đó ha rồi thì cũng ngồi xuống cũng nhậu này nọ rồi cũng nói chuyện mà xỉn rồi cũng lè nhè lè nhè mấy ông nhậu mà mọi người ha đó thì nhậu đâu được khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ nữa là chưa chưa biết tên biết tuổi biết nhà biết cửa chân á chỉ là nói ba cái chuyện tàu lao mới lao thôi à thì á, cái lúc này sau khi mà nửa tiếng đồng hồ rồi thì bắt đầu cái người thanh niên này đó ông vũ và ông phụng nhớ mang máng là cái người thanh niên này họ cứ nói chuyện xoay quanh cái chủ đề về cái căn phòng trọ mà hai cái người này đang ở mà nó ví dụ như nè cái người này họ nói vậy nè Ờ, cái chỗ uh, bậc cầu thang nó nó có một bậc nó bị uh, bị mục đó ngang coi được uh, đóng lại đi để uh, đi uh, sụp giò chết á à, xong rồi cái hồi nói ở ờ, ngay chỗ uh, toilet đó, nó có cái đường nước rửa chén đó, nó bị lủng đó uh, coi uh, coi thay ống nước khác đi nó giống cái như, như là cái người thanh niên nó họ nói giống như là họ đã từng ở trong cái nhà trọ này như vậy á nhưng mọi người nên hiểu á, là hai cái người này ví dụ như tỉnh táo nữa Ủa bộ mày ở trong đây rồi hả đúng không? Còn này xỉn rồi Rồi biết rồi mẹ nhậu đi Chuyện nhà cửa thôi để mời tỉnh táo nói Đang nhậu ngon mà nói chuyện gì Đó là cứ như vậy hoài á Thì á, cho tới đỉnh điểm nhất lúc đó là khoảng cỡ gần 12 giờ Nói chứ hai ông này nhậu trời nhậu 6 triệu tới 12 đêm 6 tiếng đồng hồ nhậu cũng phải có giật có giấc là tính ờ thôi trễ rồi 12 đêm rồi dọn nghỉ ngày mai nói nào ngay nó cũng còn đi làm đó thì đang chuẩn bị thu dọn như vậy thì cái người thanh niên cái họ mới lên tiếng họ mới nói không mấy ờ à, hai anh cho phép em uh, đi vô trong uh, nhà tắm em uh, đi uh, xả nước cứu thân một cái cái từ mà xả nước cứu thân là thường là dùng cho hai là tài xế hay dùng và dân nhậu hay dùng đúng không đó là chỉ có hai cánh là cánh tài xế và cánh nhậu hay dùng nhất uh, cho em uh, đi xả nước cứu thân một cái rồi 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 đi mà phụng ơi, mày, mày 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 dẫn nó vô trong toilet đi khách tới nhà mà nhiều khi là biết là nhà trọ nhưng mà đôi khi mình cũng phải dẫn người ta vô đúng không đó thì bắt đầu cái người thanh niên này họ mới nói như vậy là thôi để em vô đây em đi hoài hả à là giống như là một cái sự nó rất là quen thuộc ơi ngồi đi đây đây đây, em, em 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 đi hoài hả thanh niên có cái người đó họ mới đứng lên và họ đi thiệt là lẹ vô trong toilet là còn với cái tay lên bật cái đèn đó với cái tay lên cái tách bật cái đèn như vậy nè đã bắt đầu là đi vô đó tiêu tiểu thì hai ông ngồi ngoài này cũng dọn tới dọn lui này nọ đồ thì dọn đâu khoảng cỡ chừng 15 phút rồi bắt đầu ông vũ ông vũ là cái người kiểu như là khá là cục xúc mới trời ơi cái thằng này nó vô nó nhậu ké nó không hùng bia hùng ngồi mà bây giờ tới lúc anh em mình dọn cái nó chui vô chổng nó đái ỉa gì trong đó nó trốn trời thằng này nó, nó, kỳ cục nó còn nhỏ mà nó chơi trên đầu trên cổ mình thôi để đi giờ dọn gì đó đủ rồi đợi hồi nữa nó ra rồi bắt nó dọn bắt nó dục rác chứ tự nhiên đâu mà tới nhậu chùa mà bắt anh em mình dọn à, <laughs> thì ông phụng ông cũng nghe như vậy ông cũng ngồi đợi ngồi đợi thêm đâu chừng cỡ 10, 15 phút nữa lúc này là hơn 12 giờ rồi 12 hai giờ mười rồi hai người cũng nhìn nhớ nó bộ thằng này bộ nó ỉa ra cây hay gì mà sao lâu đợi lâu lâu lắc dữ vậy đã bắt đầu mới kêu lên tại vì từ đầu giờ tới giờ là chưa có hỏi tên hỏi tuổi gì hết trơn á quê quán ở đâu cũng không hỏi luôn hình ra không biết tên cứ đứng chứ kêu ê anh kia mày đi xong chưa mày đi ra giờ phụ tao dọn này mày nhậu vậy mới có nhận mới có bữa sau mày nhậu kiểu như mày thôi ai mốt dám mời nữa thôi đi ra dọn đi à <laughs> thì ngay lúc này hai người lên tiếng như vậy thì trong cái toilet nó vẫn im ru không trả lời và mọi người nên chú ý vào cái việc mà hồi nãy toilet đã được bật đèn đúng chưa cái người thanh niên đi vô rõ ràng là để cái tay lên một cái tạch cho cái công tắc nó mở lên Mà đèn sáng lên thì hai ông khi mà nói như vậy rồi Trong đó không có ông Thanh trả lời Cũng đứng khoảng chừng cả 30 giây 40 giây nữa là sao Mày tính mày ngủ ở chỗ luôn hay gì Mày tính để tụi tao dọn xong mày đi ra mày đi về đúng không Không có đâu nghe Đi ra đây dọn dẹp rồi Thì đang ông Vũ ông nói rõ ràng là ông đang đứng ông chửi Ông kiểu như ông nạt ông kêu cái người thanh niên nó ra Thì ngay lúc này tự nhiên công tắc nó một cái tạch cái công tắc nó nằm ở phía bên ngoài nha Bên ngoài toilet chứ không phải là bên trong toilet đâu mọi người Không thấy tay chân gì rờ mó gì hết Mà tự nhiên cái công tắc nó nhảy một cái tạch Và cái đèn toilet nó tối thui Không phải cúp điện Phòng đèn phòng này nọ đâu còn mở bình thường hết trơn á Mà duy nhất có cái đèn trong toilet Mà cái công tắc nó tự nó nhảy luôn Tạch tối thui toilet Đó thì hai ông bắt đầu cũng dòm nhau Cũng hơi rợn rợn Ủa sao cái công tắc này nó cứ đời nào mà nó tự nó nhảy ví dụ như cầu dao tự nhảy thì có nha chứ còn công tắc bóng đèn không bao giờ tự nhảy nha mọi người nha à hai ông cũng dòm dòm nó sao cũng kỳ kỳ tao đó. ơi mày làm gì mày làm gì chồng sao hư bóng đèn lại mày vô nhậu đừng báo đời báo đốm hư bóng đèn tốn tiền hai mày ơi thằng kia đâu rồi đứng kêu quá trời kêu luôn hai ông đi từ 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 đi vô nha trời ơi ông phụng ông là cũng hơi gan gan ông lấy cái chân ông đá đá cái cửa cái cửa mà vậy như cửa xếp đài loan đó mọi người đó đá 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 cái cửa cái cửa cửa nhựa đó mấy cửa nó bung ra một cái nhìn nó không có cái gì ở trong đó đó thì lúc này chắc cú nhất ông vũ ông còn bật cái đèn lên nữa nha à, ông còn bật cái đèn cho sáng cái đèn lên thì trong đó không có một cái người nào ở trong đó cả Trời ơi, tôi nói ngang hai ông lúc đó là nhìn nhau là coi như tỉnh luôn. Không có còn mà sai xỉn gì nữa chân bắt đầu đi ra là chạy ra khỏi phòng trọ luôn mà. Chạy ra khỏi phòng trọ bắt đầu ngồi trên bộ cái đá hai người dòm nhau nó có gì ghê vậy? Ủa nó đi đường nào ông ta hôm nay mà sai xỉn nó vô tiêu tiểu xong lén đi đâu đi về hay là sao đó. Kiểu như vậy thì hai ông cứ ngồi ngồi không có dám vô nhà trọ mà nhà trọ thì mở đèn như vậy thì một chút xíu nó có vài người ta đi ra thì người ta đi ra tao nói ủa hàng bay nhậu nhẹ không vô ngủ đi ngồi làm gì thì hai ông này mới kể lại À, mới nói lại câu chuyện vừa gặp hồi nãy thì cái người đàn ông kia không mới cười kêu ờ à, thôi vậy được rồi Nó vòng uh, vòng trong đó uh, bộ bay về đây bay không cúng kiến dĩ chân ha? sao không thắp nhang thắp đèn hả ha? thì hai ông nói là đi thanh th thanh niên đàn ông về ngủ ở nhà trọ thôi mà cúng kiến gì cho nó mệt ờ à, bay không cúng phải rồi nay uh, trời bay là phước phất phước, uh, phước phần dữ lắm mà nó ở đây là tụi tao là bị chọc bị gõ cửa này nọ nọ kia không nó ngang bay mà trời ơi được ngồi nhậu chung với nó luôn phước phần quá trời thôi mời thấp cho nó nén nhang đi biết đâu nó không có chọc nữa nó bắt đầu ủa nó là ai này nọ đâu thì cái người đó họ mới kể là là cái anh thanh niên nó ảnh bị bệnh à ảnh không có quậy bọ cũng không có mê nhậu gì vậy đâu mà cũng cũng tự dưới quê lên rồi cũng làm lao lực hay sao nó bệnh đơn thân độc mã không có ai kế bên trên này mất ở trong phòng trọ đó luôn bị một cơn bạo bệnh đó mọi người giống như độc quỷ hay sao đó đó còn trẻ mà đó là mất ở trong cái phòng trọ đó luôn thì khi mà cái anh thanh niên đó anh ra đi thì anh cũng mặc ở trên người một cái bộ đồ cũng như trang vậy cũng quần jean rồi áo sơ mi không biết là mới đi tiệc tùng đi đâu vậy đó là trên đầu còn đội nón kết luôn á là là về tới phòng là gục là mất tại phòng là như vậy luôn à rồi sau đó thì nói chung là đám tang nữa đã xong xuôi rồi và cũng rất là nhiều người đã gặp những cái tình huống đó nhưng mà cái chuyện hy hữu mà là ngồi 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 nhậu chung luôn đó là ngồi là thanh niên vô rồi ngồi kế bên nhậu như vậy luôn thì là chỉ có ông phụng và ông, ông ông ông, vũ này thì mới gặp thôi còn người ta thì chỉ cũng bị nôm na là bị đè điếc rồi rồi, rồi, rồi gõ cửa rồi rồi quậy phá chút đỉnh à thì khi mà hai ông nghe như vậy rồi thì thấy nói chung là cũng đồng cả một phần là bởi vì cũng gạt trạc tuổi nhau này rồi, rồi cũng bạn nhậu nhưng mà thôi ghê quá rồi hai ông bữa sau cũng cúng rồi ráng gồng ở được thêm từng lễ 10 bữa nữa cho hết một tháng rồi trả phòng rồi cũng đi À, rồi thì đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ngắn nho nhỏ thôi nói về một cái câu chuyện ngồi là ngồi nhậu với ma mọi người ha à, thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay do cái người tiếp theo gửi như hôm nay nói chung là mỗi người gửi về một cái câu chuyện nó ngăn ngắn ngắn nho nhỏ như vậy ha à, rồi thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn bạn này bạn tên là đình đình bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mộc của mình thì bạn đình đình này đó là bạn cái tên nghe đọc nghe nó nặng mà đình đình thì bạn đình này á là bạn có gửi về một cái câu chuyện thì à, lúc đó đó là nói về cái người gì của bạn cái người gì của bạn là thời điểm xa xưa rồi cũng mấy chục năm về trước thì gì mới có khoảng chừng 17, 18 tuổi thôi năm nay thì gì cũng đã hơn 50 rồi nghe à, thì lúc đó đó là nói về câu chuyện thì gì nhà của gì á là ở miền biển ở cũng sát với vùng biển như vậy nè thời điểm mà gì còn, còn 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 trẻ đó là lúc đó là ở dưới quê của gì đó nghe là chưa có ga và có điện nói chung là có chứ không phải không có nhưng mà bây giờ đi đổi một bình ga chạy tuốt ngoài kiểu như là, là 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 thị trấn này nọ rồi nó mệt lắm còn bình điện đem đi sạc nó cực đó nên là cứ là đèn dầu và xài củi là 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 muôn năm đó là khi nào mà điện vô tới thì tính À, thì cái người ở nhà mà thường xuyên đi lụm củi này nọ đồ không phải là gì đâu đó là trách nhiệm của những người đàn ông con trai nhưng mà bữa hôm đó thì nhà cũng có bận công việc à bận công việc đàn ông con trai bận công việc hết trơn rồi thành ra là mới nhờ qua đến gì thì gì thì chắc chắn là gì không có dám đi một mình là bởi vì đó vì nói do là gần cái vùng biển như vậy mà nên từ nhà gì á mà đi lụm củi nha chứ phải đi mua đâu là muốn đi lụm như vậy á là sẽ đi qua một cái qua một cái bãi biển nho nhỏ bãi biển ngoan sơ thôi nha thì kế bên bãi biển thường nó sẽ có những cái cây cây thông cây dương này nọ đó thì nó những cái những cái cành cây nó bị rớt xuống một người đó là đi lụm những cái que nho nhỏ nho nhỏ vậy nè ôm thành một bó là bắt đầu khi mà đem về đó nhưng mà cái quan trọng nhất là gì nói khi mà đi ngang cái bãi biển đó, đó, mặc dù thời điểm đó chưa có ai đồn chỗ đó có ma cỏ cả nhưng con con gái mà thì cũng cứ sợ sợ như vậy thôi. Đã nên gì mới quay qua quay lại thì gì mới kêu cái người em của gì? Đó là hai chị em đi cùng với nhau để đỡ hơn. Rồi, lúc đó mới quyết định là đi ha thì à, khi mà cũng đi từ nhà đi ra được tới cái bãi biển đó thì bắt đầu là mới thấy phía xa xa là có một cái một cái căn nhà nho nhỏ cũng được xây bằng cây bằng gỗ tạm bỡ thôi Dì thì không có biết nha Dì thì lúc đó dì nói là 17, 18 tuổi Nhưng mà dì ít đi chơi lắm Dì hiền, dì khờ ở nhà không em Nhưng mà nhỏ em của dì á Thì nó quậy lắm à, Nhỏ em dì thời điểm đó là cũng khoảng cỡ 14, 15 trời ơi Nó đi chơi khắp sớm Sớm trong sớm nhà ai rồi gặp xảy ra chuyện gì Ai mới chết con bò Ai heo ai mới đẻ là nhỏ em nó biết hết Nó nắm tin báo thời sự hết trơn á Thì nó vừa đi, nó vừa liến thoáng Nó kể chuyện này kể chuyện kia thì khi mà tới được cái căn nhà gỗ cái căn nhà gỗ ở ngoài bờ biển như vậy á thì nó mới chỉ nó mới kể nó kêu ờ chị chị nhà đó là nhà của bà Ly đó. Thì bắt đầu gì cũng nói là bà Ly nào mà bà, bà, bà Ly nào sao tao không biết. nó Trời ơi bà nhà quê thấy mẹ đó hà. Ở đây bà suốt ngày bà ở trong nhà không bà không có đi ra đường lấy gì mà lấy giờ biết bà Ly này nó ngang năm nay là hình như là là em nghe kể đâu á là bà bảy mấy tuổi bà không chồng con vậy trơn bà ở con mình bà vậy đó nghe mà nghe nói là bà khó tánh lắm đó ai đi ngang nhà bà đêm hôm bà cũng ngồi trong nhà bà chửi đông đổng bà chửi ra vậy đó bà bởi vậy hồi nữa chị em mình đi ngang đó nghe mình lúc đó là cầm theo cái đèn dầu mình dặn cái đèn dầu cho nó lu lu chút xíu đi nó mờ mờ chút xíu chứ để mất công bà đứng trong nhà bà chửi ra nhứt cái đầu lắm à nó trời ơi sao nhỏ này mày nhỏ hơn tao mà chuyện gì mày cũng biết thì bắt đầu hai chị em cũng đi ngang thì khi mà cũng lúc mà đi ngang nha là đi tới nha khi mà đi ngang đi tới bắt đầu bà 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 gì nè bà ngang vậy thì bà cũng dòm dòm bà ngó vô khi bà ngó vô thì thấy nhà tối thui đóng cửa kính mít kính bưng không thấy gì à rồi cũng đi ra bắt đầu lụm củi à, thì khi mà lụm củi như vậy đó lụm rất là nhiều lụm là kiểu như que nhỏ 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 như vậy được một bó bắt đầu là cũng một bự lắm nha một bó rất là bự bắt đầu là hai chị em mới lĩnh khỉnh lĩnh khỉnh nhau ginh về thì cái bó củi đó nó độ chừng cỡ chừng cỡ hai chục ký à hai ba chục tại vì củi nó ướt mọi người củi gần biển mà nó ướt nó nặng lắm à thì lĩnh khỉnh khi mà lĩnh khỉnh bưng đi bắt đầu lúc mà đi về đó thì bắt buộc phải đi ngang nhà bà ly đúng không thì khi mà đi về đi ngang nhà bà ly như vậy thì lúc hai chị em đang ginh như vậy nè thì nghe rõ ràng một cái giọng bà già lúc đó cái người gì này nói mà à nghe một cái giọng bà già mới hỏi mà hỏi từ trong nhà hỏi ra một cái giọng giống như là 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 rất là yếu ớt luôn á hai đứa bay đi đâu ạ à mà cái giọng nghe nhão mà 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 đãi nó như vậy đó Ê, hai đứa bay đi đâu ạ đó thì bà, gì kia bà không có biết cái gì hết trơn á còn nhỏ em á à em bắt đầu nghe vậy nó tới rồi tới rồi chị ơi rồi 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 bà ra nè coi là coi bà ra bà chửi cha tụi mình luôn nè bà này bà kỳ lắm bà kỳ khôi kỳ cục lắm bà ra bà chửi đông đổng gì nè à, thì cái người gì lúc đó thì cũng sợ chửi đó thôi 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 rinh rinh rin, đi lẹ lẹ mày ơi rinh 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 đi lẹ 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 đi hồi đó bà ra bà chửi thì chưa kịp gì hết trơn thì bắt đầu là mới nghe mà cái dạng giống như là chân không mà đi lên trên cát mọi người mình đi mình đá cát nó nghe xào 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 như vậy đó thì quay qua dòm thật sự là dưới đó là gì thấy gì thấy là từ ở trong nhà đi ra một cái bám mặt trên người thì cái bộ đồ mà đồ bà ba mình bình thường thôi chứ không phải đồ trắng gì nhưng mà tóc của bà xỏa dài kiểu như là là, là, là tóc mà dài mà dài mà tới bụng luôn á ngang mà xỏa dài ra mà gió biển nó thổi rồi nó bay 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 như vậy nè đó mà đi rồi mà cũng cứ đi lạng chạng lạng chạng đi ra giống như người sai xỉn vậy đó à thì thấy bà đi đi, đi ra như vậy nè lúc đó bà đồng cái mà bà diệu kêu trời ơi trời, ơi, bà ra tới rồi bà ra tới rồi à, thì đứa em nó cũng quay lại giờ mới rồi rồi xong bà ra bà chửi mà lúc đó là hai chị em không chạy được Tại vì nào tao nói nhân tay thì cầm đèn dầu còn cái bó củi nó bự hai chị em đang ginh với nhau như vậy mà sao mà chạy được đó thì bây giờ dù gì thì ví dụ như là ấy thì bà có chửi rồi cũng cũng kệ bà luôn à thì khi bà đi ra thì ngược lại với cái chuyện mà bà chửi đó thì bà này bà lên tiếng bà nói mà cái giọng bà nói cái người gì đó mãi mãi không bao giờ quên một cái giọng mà vừa yếu ớt mà còn vừa dẹo đó mọi người tưởng tượng không Giống như dẹo mà nói mà yếu ớt hễ bay uh, đi đâu về dạ, ginh cái gì nặng quá vậy lụm củi phải không thôi để uh, tao ginh giùm cho nè Ê, tao bưng phụ cho ngang à là mới nói như vậy thì khi mà nói như vậy trong cái bắt đầu là bà bà gì thì bà im bà không có nói gì trơn á mà nhỏ em bắt đầu lên tiếng nhỏ em lanh lắm À, à, thôi à, bà ly ơi ở này để à, hai chị em tôi ginh được rồi à, bà già lớn tuổi rồi ginh không nổi đâu nó mụ nội mày ai nói hả à, tao ginh không nổi tao ginh hai đứa bay còn nổi nữa à, chứ chứ đừng nói bó củi chút xíu à là coi như là cũng cái đà mà đang cũng chuẩn bị chửi rồi đó nghe à, cái đà mà chuẩn bị chửi rồi đó thấy cũng hơi căng căng rồi đó thì bắt đầu cái người gì này thì nói thôi 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 mày ơi mày đừng có ghẹo ghẹo bả để hồi bả chửi tự nhiên không cái gì. đi ra bả chửi vô mặt Nói mấy thôi bả muốn ginh này thôi cho bả ginh đi nãy giờ tao ginh tao cũng mệt thấy bà rồi coi bả ginh được bả ginh còn bả không ginh được thì mình ginh có gì đâu à thì rồi cái lúc đó bắt đầu là hai chị mới rồi mới bỏ xuống đất luôn tại vì bây giờ một bó củi á, là làm sao ba người ginh được đúng không thôi thì giờ thà mình để luôn bả tới bả già bả ginh không nổi bả bà, là bả bà, bà quê bả bà bỏ bả đi vô thì mình ginh ai mượn bả tài lanh tài lẹt bả đòi làm gì quăng bó củi xuống đống cát như vậy à bắt đầu hai chị em mới đi nó đó, 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 bà ginh ginh giùm tôi ngăn ừ là nhà tôi dưới đây đây nè mới ginh giùm đi ginh nổi ginh à thì khi mà nói xong như vậy là cả hai chị em đều chứng kiến là bà đó bà lại bà xách cái đống củi bà xách có một tay một bà xách cái đống củi có một tay một bà xách bà dở lên bà đưa lên trên vai bà giác như đàn ông vậy mọi người ơi mà bà lụm khụm ngang bà đi bà xiển tới xiển luôn vậy mà bó củi ba chục ký hai ba chục ký bây giờ tay một ha ở đây mình đàn ông hai ba chục ký chắc gì mình dở được tay chưa đó thì bắt đầu hai chị em dòm nó trời ơi bà này bà già mà coi bộ bà khỏe dữ vậy à, thôi cũng đỡ vậy ha ngày bắt đầu và lúc đó đó cái người gì này còn nghĩ trong bụng nó trời ơi nhỏ em mình nói nhỏ em nãy nói tầm bay tầm bạ bà. bà ly này bà hiền vậy đó bà tốt bụng vậy đó mà mà, mà nói người ta chửi chục gì đó thì hai chị em bắt đầu đi cũng đi thông thả đi thì cũng đi đi, đi mấy bước khoảng có đâu nhiêu chừng chục bước à đi trên bãi cát mọi người tưởng tượng đi đi khoảng cỡ chừng chục bước thì lúc trong đầu lúc đó là nghĩ là cái bà đó chắc bà lỗi thổi bánh theo sao bà ginh dẫm bó củi bà lỗi thổi phía sau nè thì khi mà đang đi được chục bước như vậy bắt đầu là nghe cái tiếng bịch giống như là bà đó bà, 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 ginh bó củi không nổi bắt đầu là bà quăng xuống dưới dưới nền cát gì đó quăng nghe một cái phạch một cái như vậy hai chị em quay lại không thấy bà đâu cái đống củi thì bắt đầu bây giờ nó xúc dây rồi do là bà quăng kiểu như mình bà cột bằng những cái cọng dây mà dây gì ta dây niệt cái dây dây, dây bằng cây ngày xưa mọi người ha đó thì bây giờ bao quăng xuống như vậy thì cái dây nó đứt đi Bắt đầu là củi nó văng tùm lum tùm lum hết trơn À thì khi mà quay lại dòm thì cũng không thấy bà đâu Không hiểu tại sao bà chạy lẹ tới nổi như vậy mà chạy trên cát nha mọi người nghe, Chạy trên cát nó rất là mệt mà cái người lớn tuổi như vậy quay lại không thấy bà đâu hết trơn Hai chị em cũng dòm nha Cái bắt đầu là nhỏ em nó, nó bắt đầu nó chống nảnh nó kêu nó chề mó trời đất ơi Vậy đó mà kêu à, ê, ê, ginh phụ đồ nó đi có 10 bước mệt quá dục vậy đó à, Dục vậy đó Dục găng tùm lum tùm la Giờ mắc công vậy. tôi chị em tôi buộc lại nữa Bà này ngộ ghê Đó thì nói xong cái bà gì cũng gãy gãy đầu nó Ủa mới đây sao bà đâu mất tiêu mà lại à, giữ thần cái ta à, Thôi cũng lại cũng lấy cũng dây Mới cột cột, cột 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 xong cũng hai chị em cũng giác về nữa Coi như cũng chưa có chuyện ma cỏ gì xảy ra nó bình thường ha à, Đi về đến nhà xong cái bắt đầu Khi mà về đây như vậy về đến nhà đó Thì bắt đầu ở nhà đó tía má mới rầy nó trời đất ơi hai ba, chị em bay đi lụm bơm một, 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 một chút xíu củi mà đi đâu mà đêm hôm khuya lâu lắc về thì nhỏ em nó cũng giọt miệng nói ừ là cũng vậy vậy con đi giữa đường gặp bà ly vậy vậy, vậy. bà ly bảo ginh phụ được 10 bước ba dục nha nó văng tùm lum tụi con phải cuột lại vậy 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 thì kể tới đó xong cái bắt đầu là ở bên kia tía má nói liền hai à, bay nói sao vậy mày nói gì mới tầm bậy tầm bạ mới sáng nay tao mới vừa qua bên nhà bà ly tao ăn đám ma ở đây mà mày, 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 nói cái gì mà bà, bà ly nào kinh phụ mày ở ừ, chuyện bà ly đám ma này nọ rồi nhiều khi là nhà bà có con cái gì chết đám ma thì bắt đầu mới tại vì nhỏ em nó cự lại nó cãi lại gì bác chứ bắt đầu tiếng á nó mày bị khùng hả mày mày ở đây mày nhiều chuyện nhất sớm này mày biết bà ly bà làm gì có con cái chồng con gì mà 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 mà, mà. đám ma nó biết đám ma là đấm ma của bà bà chết ba bữa rồi sình thúi lên hết trơn rồi đó là người ta đi ngang thúi quá người ta la làng la sớm lên bắt đầu là mới hùng tiền chôn cất cho bà mới sáng nay đấm ma bay bị gì ạ À trời trời đất ơi khi, khi mà hai chị em nghe như vậy rồi Mới biết là toàn bộ cái quá trình Hồi nãy gặp bà rồi nói chuyện với bà Rồi bà ginh dùm mày nọ đầu ma Ma không là ma đã trời Tao nói nghe nhỏ em thì nó đã cũng đã sợ rồi nhưng mà cái bài gì này là bả còn còn cúm nữa kiểu như là mình kiểu như là lần đầu tiên mà bả hiền mà mọi người ha lần đầu tiên bả gặp cái cảnh tượng mà con ma đứng kế bên nói chuyện với mình nói chuyện mà lo kiểu như là cái giọng to khỏe như vậy à để bắt đầu hai chị em mới sợ nha Sợ như vậy thôi Cũng chui vô mùng nằm ngủ là sáng hôm sau là hai chị em bệnh đó. Bệnh đâu là 4 năm bữa ngang Bệnh mà phải là ba mẹ ở đây phải chạy qua bên cái mộ Chạy qua bên mộ của bà Ly đó là thấp nhang lên này nọ nọ kia Thì bắt đầu về hai chị em mới hết bệnh còn thêm một cái chi tiết nhỏ nữa là như vậy nè lúc đó tía má về tía má nói như vậy nữa ủa hai bay đi lúc mà hai bay đi lấy củi nữa tao có đưa thêm cái đèn dầu thì hai bay đi ngang nhà bà ly cái mộ của bà nằm trước nhà bà đó bộ, bộ, hai bay đi hai bay không thấy sao mà thiệt tình là cả hai chị em khẳng định là lúc đi ngang không hề thấy cái mộ thấy lạ không à thấy có đúng ngôi nhà bằng cây sát sát mé biển vậy thôi đó không thấy mồ mã gì hết trơn á nghe lúc đi rồi ngay cả lúc về luôn tới lúc mà gặp bà ginh phụ đóng củi luôn cũng không thấy cái ngôi mộ đâu đó nhưng mà tía má lúc đó cũng ừ là bây giờ trời sáng bẩn rồi cũng kêu ừ bay bay ra ngoài bay dòm dòm này. khi mà đứng ở bên nhà dòm thiệt cái ngôi mộ chào bá lứ mộ là xây được mộ xi măng này nọ đồ đàng hoàng nha mộ gạch kiểu như đá tổ ông mình ngày xưa đó mọi người lớn lắm nhìn từ xa là thấy cái mộ nó che luôn ngôi nhà đó vậy mà tối hôm bữa đó hai chị em đi không thấy ngôi mộ đâu đó thì có phải là cố tình là bà ly bà cố tình bà che mắt để mà hồng bà giống như là bà chọc ghẹo hai chị em hay không à đó là như vậy mọi người ha rồi thì đó đó có câu chuyện như vậy thôi thì sau đó uh, cúng kiến rồi thì cũng uh, không còn bị cọc ghẹo nữa và cho tới bây giờ luôn cái ngôi nhà thì đã giật sập mộ á thì đã được dời vào trong rồi mọi người biết mà biển thì càng ngày nó sẽ kiểu như là nước nó nó ấy lên như vậy đó đó thì người ta đã dời mộ của bảy vào trong ngôi nhà đã mất rồi cái ngôi mộ cũng đã được dời đi nhưng cái câu chuyện về bà ly là hai chị em mãi mãi không bao giờ quên luôn ha mọi người ha rồi thì đó đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay mọi người. Một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ như vậy. Những người nào mà quê ở miền biển nghe chắc là sẽ thấy nó rất là thân quen và thân thuộc ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay ha thì uh, trước khi qua câu chuyện tiếp theo cho phép mình uh, quảng cáo theo uh, lệnh của vợ mình mọi người thì như mọi người cũng đã biết uh, thì ngoài cái chuyện mà vũ mập ngồi đây kể chuyện ma phục vụ cho mọi người hàng đêm ngoài ra vũ mập còn có bán thêm những cái món ăn vặt này nọ để mà mọi người có thể là mua về để mọi người uh, sử dụng cho ăn vặt này nọ được mọi người ha trong đó là có rất là nhiều món À, mực tẩm bơ tỏi nè hang khô bò vi nè hang da cá nè ngang bánh bía nè ngang uh, còn có cơm cháy nọ đều rất là nhiều luôn đó thì mà những cái uh, món, món món ăn vặt này là do vợ của mình bán và vợ của mình quản lý để mà sử dụng tiền đó để mà trang trải chi phí trong nhà và nuôi nấng bé bơ thành ra mọi người muốn mua ủng hộ cho mình thì mọi người thể là vào trong trang ăn vặt vũ mộc com shopee vn hoặc là lazada để mà mua những cái món nó chỉ um, kiểu như là mọi người thích món nào thì món đó thì giá cả nó cũng uh, rất là hợp lý luôn nha mọi người Nha. à, thì khi mọi người mua một hũ như vậy thì mình cũng được uh, chút xíu <laughs> tiền hoa hồng vợ mình đưa lại cho mình để mình cất vào quỹ đen mọi người nha đó thì đặc biệt nhất là cái món mà mới vừa ra lò mà ngon nhất và được kiểu như bán best seller nhất đó chính là món khô bò viên mọi người hay là mua để mà sử dụng thử nha mọi người nha những người nào mà ăn rồi thì mua thêm để mà ăn nữa ha Thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nói chung là lệnh của bà mà <laughs> lệnh của bà bà kêu thì mình phải quảng cáo thôi nha à, thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện à, tiếp theo ngày hôm nay thì câu chuyện này á, là do một à, một chị chị này chỉ tên là Fornit Huynh chị này chị này chị đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma phủ mập của mình thì à, chị kể về à, cũng ha hai cái câu chuyện ngắn khác nhau ờ, chị cũng nói là ba chị á bây giờ là cũng đã mất cũng một thời gian rồi nhưng mà câu hai câu chuyện này là đều liên quan đến ba chị thành ra khi mà chị gửi về chị rất là nhớ ba luôn ha thì câu chuyện đầu tiên do chính ba kể lại nha thời điểm đó nó là ba với mẹ đó là mới vừa sinh được anh hai thôi à, mới vừa sanh ra được anh hai đồng anh hai lúc đó cũng khoảng cỡ một vài tuổi thôi ha thì lúc đó đó là ba có nói với mẹ là ba có nói thôi bây giờ đó là tôi là phải không phải là đi làm ăn xa mà là tôi một đi đi làm ăn một thời gian thì khi mà hỏi ra mới biết là có một cái gia đình kia họ có mấy mẫu lúa mấy mẫu ruộng nhiều lắm mọi người thì tới mùa đó là cái mùa gặt đó thì bắt đầu là ba cũng đi gặt thì đi gặt nó bình thường đi gặt thì sáng đi chiều về cách nhà có khoảng chừng vài chục cây số thôi thì sáng đi chiều về cũng được chứ cũng không có gì à nhưng mà người ta tin tưởng ba người ta mới nói là người ta mới thuê cùng ba cùng với hai người kia nữa là sáng gặt lúa tối ở lại giữ lúa luôn à người ta sẽ xây dựng một cái chòi cái chòi này là cái chòi được xây mới hoàn toàn nha chứ mới ừ là trước đó chòi có ma ba vô ba ở ba gặp là không phải cái chòi này là chính ba là cái người dựng lên luôn á chính người ta đưa tiền cho ba ba mua cây mua kèo nọ đồ ba về ba dựng chòi luôn ha đó thì bắt đầu là người ta mới nói là một khi đã làm như vậy rồi đó là phải làm hết cái mùa gặt hết cái mùa lúa là 3 tháng trời nó nên ba cách xa nhà tầm khoảng cỡ chừng có mười mấy hai chục cây số thôi à nhưng mà không có về được à rồi bắt đầu là mới dặn mẹ để mẹ ở nhà mẹ chăm lo cho anh hai như vậy thì cái câu chuyện ba nói đó cái lúc đó thì ba mới vừa xa nhà độ khoảng chừng cỡ hai ba tuần lễ gì đó thôi thì bắt đầu là ba mới gặp chuyện tại vì cái thời điểm đó đó thời gian đầu là ba người ngủ cùng với nhau đó là kiểu như là ngày nào cũng nhậu một người kiểu dân đi ruộng mình không có gì mình buồn quá mà thành ra là mình làm xương xương dài ly cái uh, mình ngủ thì chắc có thể là do nhậu nhẹt như vậy say xỉn thành ra là khi mà ngủ là không có hề biết cái chuyện ma cỏ gì cả nhưng hai ba tuần lễ rồi lớp nào là gửi tiền về cho vợ lo cho con rồi nhậu nhẹt này nọ nọ kia thì hết tiền rồi nên cái bữa hôm đó là ba cùng với hai người kia hỏng có nhậu nên ba mới gặp được một cái hiện tượng mà rất là kinh dị luôn nha mọi người nghe em ba nói tối hôm đó là buổi sáng làm khá nhiều đó đáng lẽ là lúa gặt bao nhiêu á là sẽ đưa về kho đưa về kho cho cho cái người chủ, chủ 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 vườn chủ chủ ruộng đó nhưng mà do cái số lượng nhiều quá chuyển về không kịp nên có để lại ở cái chỗ cái chòi của ba đó là tầm khoảng cỡ chừng bảy tám bao lúa vậy tao bao nào bao đấy bự bự không à canh canh bảy tám bao như vậy đã nên tối hôm đó cũng hỏng nhậu nữa ba bắt đầu ba mới nằm ba canh ba cái bao lúa đất ba mới mấy cái bao lúa đất thì đó ba nằm một hồi bắt đầu là tới khoảng chừng cỡ một hai giờ rồi gì đó bắt đầu là ba mới ba mới ngủ quên ba nằm ba liêu thiêu liêu thiêu ba ngủ quên như vậy nè thì khi mà ba đang ngủ quên như vậy á ba mới nghe cái tiếng mà nó rất là giống với cái tiếng cái bầu lúa nó lăn luôn đó nghe nó nghe nó sệt 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 bựt. à nghe nghe sệt 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 bựt. giống như là lăn 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 nó bị sạc hay là có ai đó lăn đi đó ba mới giật mình mới nói nhiều khi ăn trộm nó me mình ạ à. nó me nó thấy hôm nay để đây bảy tám bầu lúa ngon quá nó tới nó rinh đi đó thì ba mới bắt đầu ba mới lật đật ba ngồi vậy ra đi ra ba kiểm tra thì khi mà ba đi ra ba kiểm tra thì ba cũng thấy là mấy cái bao lúa nó cũng được chất lên ngay ngắn. Giống như hồi chiều mình chất làm sao giờ nó còn y nguyên như vậy chứ không có thay đổi gì hết. Thì cũng không có phải là là bị lăn hay là bị rớt gì cả. Ba cũng gãi gãi đầu mọi người nên nhớ nha. Cái lúc đó ba nhìn xung quanh ba suy nghĩ coi là cái tiếng mà bịch bịch hồi nãy là nó từ đâu ra. Tại vì cái chồi của ba nó đặt ở giữa đồng không mong quạnh như vậy nè. Trời ơi, ta nói nghe cái đó là cái ruộng đồng đó mà con cò nó bay gãy cánh luôn á đó nghe, nó, là, là, nó rộng tới nỗi như vậy ba, ba, ba đưa mắt giáo giác ba dòm xung quanh ba thấy không có một cái vật gì hay là cái gì nó có thể phát ra được một cái tiếng bịch bịch như vậy như vậy ngoại trừ những cái bao lúa mà bây giờ những bao lúa thì nằm nguyên như vậy ba cũng gãi gãi đầu ba đi vô nói ủa bữa nay bộ mình thiếu rượu hay sao mà cái lỗ tai mình nó nghe tầm bậy tầm bạ vậy ta thôi cũng đi vô cũng leo lên trên giường cũng nằm ngủ tiếp ba ngủ đâu được tầm khoảng cỡ 15 20 phút ba lại tiếp tục ba nghe mà một lần như vậy là ba nghe 4 tiếng nó cứ sẹt 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 bớt sẹt 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 bớt sẹt 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 bớt sẹt sẹt bớt đó là bốn lần bớt 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 như vậy tổng cộng là bốn lần đó mà bốn lần như vậy đó. kỳ vậy ta cũng ngồi vậy cũng chạy ra ngoài bao lúa nữa nhìn cũng y gan không hề có một cái vết tích gì cả bà thấy nó sao kỳ dữ vậy ta? hay là không lẽ giờ cái tụi ăn trộm nó lăn bao lúa xuống cái nó nghe mình rụt rịch tại vì ba nằm ba ngủ ba văn mùng mà nhiều khi mình đi ra mình dở mùng lên sọt sẹt nó nghe được cái không lẽ nó nghe mình chạy ra cái nó quăng lúa lên ngược trở lại ta cái không lẽ nó nó xiên tới nổi như vậy đúng không chứ ba nói thôi bây giờ là mình nằm mình canh hồi nãy mọi người nên nhớ nha lúc đó là rõ ràng là 4 tiếng bịch 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 đó thì mỗi một tiếng như vậy nó cách nhau độ khoảng cỡ 5 tới 7 giây à, thì bây giờ ba nói là bây giờ đi vô nằm ngủ là canh nè nó mới vừa phát lên cái tiếng bịch đầu tiên là mình giọt mình chạy ra liền đố ông nội nó chạy kịp mình đúng không à để bắt đầu là ba mới nằm <laughs> ba mới lên chứ đó bắt đầu ba nằm ba canh mà nhắm mắt cái đó đó ngủ rồi gác tay gác tay anh chán gác tay sau để chán nè nằm ngủ để đó vậy đó nghe chứ không có ngủ nó nghe ba nằm thì ba nằm đâu cũng phải là cỡ độ nửa tiếng đồng hồ sao lâu lắm Trời ơi, nó lâu mà ba buồn ngủ dữ dằn lắm nghe. Đó thì chút xíu ba đợi hồi cái bắt đầu ba nghe một cái tiếng bịch một cái. Ba vừa nghe một cái tiếng bịch một cái bắt đầu là ba giọt ba ngồi dậy liền. Hên, ba vừa ngồi dậy một cái ba nhìn ra ngoài mé mùng ba chưa kịp chui ra thì ba thấy nguyên một cái giò luôn. Ba ông kể là ông thấy nguyên một cái giò mà từ cái bắp đùi trở xuống mọi người ơi trời ơi ba nguyên một cái giò nó rớt xuống như vậy nha thì ba thấy nguyên cái giò con người như vậy rồi là ba ba đớ người rồi ba ba đớ cái, 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 gì vậy đó thì khoảng chừng năm bảy giây sau cái bịch cái nữa rồi đố một người là cái gì là cái giò tiếp theo à thì hồi đó bắt đầu nghe một cái bịch một cái nữa thì bắt đầu tới cái tay cái bịch cái nữa là bốn tiếng là là bốn là, là cái tứ chi mình đó là hai tay hai chân đó là thấy hai tay hai chân bắt đầu là nằm kiểu như là nằm sải lai dưới đất như vậy nè à, rồi bà thấy bà điếng người nữa nha nhưng lúc này là bonus cho bà thêm tặng thêm cho bà hai tiếng nữa bịch bịch hai tiếng nữa là cái gì là cái mình và cái đầu rất bịch bịch rồi cái mình cái đầu như vậy nè đó nhưng mà nó không có phải như chi tiết kia là cái như, những câu chuyện trước là ừ là ráp vô xong ngồi vậy thì, thì không có trong câu chuyện này thì không có như vậy đó chị thấy bốn tiếng bịch 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 thấy cái đầu nằm nơi cái mình nằm nơi hai cái tay hai chân này nọ đồ mỗi thứ nằm nơi hết rồi trời ơi bắt đầu ba quýnh quán ba la um sùm bắt đầu ba kêu hai hai ông kia tại vì hai ông kia là mỗi người ngủ một mùng chứ không phải là ba người ngủ chung một mùng đó nó bắt đầu mới la lên ơi bay ơi sáu ơi bảy ơi ma ma la um sùm lên hai người kia mới tóc mùng mới chui ra bắt đầu là ba thấy như vậy ba thấy có người rồi ba mới dùng hết căn đảm ba tóc mùng, ba chạy ra thì á ba nói như vậy nè lúc mà ba tóc mùng ba chạy ra thì kiểu như là cái, cái mình mẩy tay chân là đang nằm trắng trước cái cửa chồi như vậy nè là ba phóng ba luôn ba đứng từ trên giường ba phóng một cái ào ba phóng qua khỏi cái, cái những cái tay chân đó ba phóng ra ngoài bắt đầu ba chạy nhưng hai người kia khi mà tóc mùng như vậy chạy theo thì hai người kia không thấy mới chạy ra mới níu ba lại hỏi ông làm gì mà đêm hôm ông la ma cỏ gì này nọ đồ thì ba bắt đầu ba mới kiểu như là cà lâm cà chết ba mới kể lại câu chuyện như vậy nhưng hai người kia nó không có nó không có gì rõ ràng nãy tôi la lên rồi tôi còn thấy nó nằm ở dưới chỗ cửa chòi tôi còn phóng ra hai người kia thì nói là trời ơi tôi thọc chân xuống tôi mang dép tôi đi tôi được theo ông tôi đi ra cửa tôi đi bình thường chứ tôi không có phóng gì hết trơn mà tôi đâu có thấy cái gì đâu à đi ra đây bắt đầu là cự qua cãi lại thì bắt đầu thôi ghê quá cái gì đâu mà à, tay chân nó rớt này nọ nọ kia thôi ghê quá ba nói là ba nói là ba không ba nhất quyết là không có quay lại cái chòi đó nữa thì ở đây bắt đầu là người ta nghe gì đâu bắt đầu mọi người vui lắm lúc đó đã bắt đầu là những người này hai người kia nè mới quay trở ngược lại chòi mới lấy một cái mùng ra đó mới bắt đầu mới bẻ những cây tre làm bốn cây cọc đó là ngủ giữa ruộng luôn tại vì ruộng thời điểm đó là cũng gặt rồi mọi người ha thì nó cũng có đất rồi nó không không có còn nước nữa đó mới cắm bốn cây cọc mới văng cái mùng bắt đầu ba ông ngồi trong mùng để đựng mũi chích thôi là ngồi cách cái chòi độ khoảng chừng cỡ ba bốn chục thước gì đó ngang là ngồi cái đó như vậy đó tại vì ba dứt quyết là ba không có quay về đó nữa đó thì bắt đầu là tới sáng hôm sau chủ cả này nọ đồ tới thì bắt đầu là ba mới kể lại như vậy thì khi ba kể xong cái người chủ người ta rất là dễ thương luôn ngang giàu có mà không phách lối không khinh khi người nghèo đâu Ủa vậy hả? Nó thôi thôi. Trời ơi, ruộng điền mà ngày xưa uh, chết chóc biết bao nhiêu mà nói. thôi thôi bây giờ lỡ dựng cái chòi lên ngay chỗ cái hài cốt người ta rồi thôi bây giờ đơn giản, chịu khó một chút xíu đi. Dời cái chòi qua chỗ khác rồi thôi chứ có gì đâu rồi xong mà dựng chòi lên mình cúng kiến lại thì chắc không có gì đâu. Mình cũng nông dân thôi mà người ta chọc ghẹo gì đó thì ba cũng làm y chang như vậy thì sau khi có cái tròi thứ hai là ba ở hết 3 tháng trời không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa ha mọi người ha À rồi thì đó cũng là một câu chuyện ngắn thêm mình cũng nói như vậy nè Cái chi tiết á, mà rớt tay rớt chân như vậy Mình kể là mình rất là ấn tượng Là bởi vì ngày xưa Cách đây khoảng cả hai năm mấy trước Mình đã từng kể một câu chuyện giống như vậy Mình còn nhớ luôn cái tựa đề Để nói cho mọi người là người nào muốn muốn nghe Có thể là quay về đó để nghe cái tập đó nghe Tập số mấy thì mình quên rồi Nhưng cái tựa đề của nó là Ma bắt bắt ma mọi người. Đó đó là mỗi câu chuyện do anh Dương Minh Sơn anh đã gửi về cho mình ở tập hình như là tập 125 mình nhớ trên mình nhớ hình như là như vậy. Mọi người thấy là tìm lại đó coi. Cũng có một cái chi tiết nó giống giống như vậy nhưng mà câu chuyện nó dài hơn và nó nhiều chi tiết kinh dị hơn mọi người ha. rồi thôi, đó đòi, 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 bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay cũng là do cái chị Nít Huỳnh này chị gửi về luôn ha mọi người ha. Thì câu chuyện này á, là do chính ba và mẹ của chị kể lại cũng nói một chút xíu câu chuyện này nó cũng buồn vì là à, liên quan đến cái sự mất mát của cái người anh hai của của, của chị Huỳnh luôn ha. Thì câu chuyện lúc đó là như vậy nè, thời điểm đó đó là anh hai thì cũng đã lớn rồi, đó là xảy ra sau cái câu chuyện mà ba ba gặp ba gặp cái câu chuyện đầu tiên đó ha, ba, ba đi gặp ba tháng đó lúc đó anh hai lớn thì bắt đầu là mẹ có mang bầu thêm một cái người nữa là cái người thứ ba à là kiểu như là lúc đó là 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 chị ba đấy thì uh, ba thì lúc đó thì ổng không có ổng uh, bỏ rồi ổng tại vì lúc này giờ hai đứa con rồi mà bông trong bụng một đứa rồi anh hai anh cũng lớn rồi thành ra là ba không có đi lần mấy tháng nữa bắt đầu là ba cũng làm nghề này nghề nọ thôi ai kêu gì làm nó xúc cá xúc tôm xúc tép và nọ đồ qua ngày ha thì rồi đó khi mà đi như vậy đó thì không có xa nhà nhưng bị cái khi mà đi ba đi làm như vậy ba về khá là khuya khoảng chừng 12 giờ một hai giờ đêm cũng có luôn đó thì à, lúc đó đó thì ở đằng sau nhà từ nhà của mẹ đi ra đằng sau hè đi bộ đồng khoảng cỡ hai ba chục thước á, là có một cái hầm cá dồ cái hầm cá dồ này là cái hầm chung nha chứ không phải là của riêng nhà mẹ đâu coi là trong sớm bốn năm căn nhà hùng tiền lại xây cái lên rồi bắt đầu là bốn năm nhà sẽ xài chung cái hầm cá dồ đó ha à rồi thì rồi đó cái hôm đó bình thường thì mẹ nói là 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 lúc mà mẹ chưa có mang bầu á thì không sao trơn mẹ cũng giống như là đêm hôm mày nọ rồi mình chỉ là đi đi tiểu thì thôi thật sự mà nói thì mẹ thôi mẹ ra sau hè hay là mẹ ra trước nhà mẹ tiểu xong mẹ lấy nước mẹ dội chứ hơi đâu đi bộ hàng hai ba chục thước ra sau hầm cái dồ đi tiểu đâu mà chứ còn mà gọi là đi nặng vào ban đêm á là hầu như lúc mà mẹ chưa mang bầu là hầu như chưa có lần nào cả không một lần nào cả trơn á thói quen mẹ là bốn năm giờ chiều là mẹ đi rồi em nhưng mà rồi hôm đó mẹ mang bầu thì chắc là cái hệ tiêu hóa thay đổi đó thì bắt đầu là đêm hôm đó là ba chưa về. 12 giờ mấy rồi mà ba vẫn chưa về, mẹ bắt đầu mẹ đã đau bụng, mẹ chọt chọn bụng từ lúc 11 giờ đêm rồi. Đấy mà đợi tới 12 giờ mấy luôn ba vẫn chưa về mà mới nói bây giờ chọt bụng quá thôi thôi, 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 chắc mà lúc đó thì anh hai anh đang ngủ kế bên như vậy nè, bây giờ bỏ con đi thì cũng không được. Ráng đợi tới 1 giờ luôn ba vẫn chưa về. Thôi, trời đất ơi thôi hôm nay chắc ổng quẹo nhà bạn ổng nhậu mẹ rồi thôi bây giờ kệ đi anh hai em đang ngủ mê thôi chắc uh, bỏ nhỏ nằm chút xíu đi đi ra đau bụng quá đi ra mình mình đi một cái mình đi vô cũng chắc cũng lẹ chắc cỡ chừng cỡ hai phút thôi để bắt đầu mẹ mới đi ra à, thì mẹ kể như mày nè mẹ đi ra mẹ cầm thêm cuộn giấy nữa nha mẹ đi ra ngoài hầm cái vô nói rồi mẹ đi ra bắt đầu mẹ cũng ngồi xuống mà mẹ cũng đi như bình thường thì khi mà mẹ đi như vậy nè thì ở lúc mà mẹ ngồi ha mọi người tưởng tượng giống như mình ngồi mình nhìn mọi người vậy ha thì xéo xéo cái mắt của của mẹ như vậy nè xéo xéo tầm cách mẹ khoảng chừng cỡ ba bốn thước á ba bốn mét á là nó có một cái bụi bình bát cái trái bình bát mình nghĩ là sẽ không, không có nhiều người như những những vùng miền ngoài không biết á thì có thể là lên trên mạng coi là bình bát á đó. đó là một cái bụi nó là cái bụi nằm ở sống ngay bờ mương đó mọi người ha đó cái trái này cũng vàng vàng xanh xanh á à, thì cái bụi nó bự lắm mẹ nói là cái bụi nó rất là bự thì mẹ đang ngồi mẹ 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 đi mẹ cũng tranh thủ thật sự là mẹ đi cho nó nhanh nhanh để mình vô con mình còn nằm trong đó. Thì mẹ đang đi như vậy thì bắt đầu là mẹ mẹ không dờm, mẹ không có dòm mà mới dòm giống như dòm thẳng như vậy nè. Thì bắt đầu là mẹ mới thấy là giống như là cái bụi bình bát nó hơi rung rung lên. Thì nó có những cái trái bình bát nó còn sống, nó màu xanh đó mọi người nha là nó, nó nó bắt đầu mẹ nghe sọt sẹt, cái mẹ quay mẹ liếc qua mẹ, mẹ, mẹ dòm thì mẹ thấy là mấy cái trái bình bát với lại lá cây cành cây nó cứ rung 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 lên như vậy nè thì mẹ mới đi dòm ủa giờ này không biết chó quan mèo quang nó chắc là nó giỡn hết nó chui vô trong bụi bình bát thì mẹ cũng ngồi mẹ ráng mẹ đi cho lẹ lẹ ngồi mới đầu là nó sẹt sẹt cái nó nó rung rung lên cái nữa thì mẹ lại đá ăn mắt rồi mẹ dòm thêm lần nữa à thì lúc này khi mẹ dòm lần nữa thì bắt đầu là mẹ thấy cái gì đó nó lú lú rồi mới là thấy có một cái bóng đen nó lú 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 hình như là nó hơi bự bự mà nhìn nó không giống như là là con chó con mèo nha mà thật sự giống như là người ta thì ở đây mẹ là đàn bà phụ nữ mà đúng không thì mình đi cầu cá như vậy mà ví dụ như có đàn ông kế bên thì nó nó rất là kỳ mình cũng ngại lắm chứ đó để bắt đầu mẹ cũng cũng tranh thủ thôi cũng nhanh nhanh chút xíu đó thì cũng ráng như vậy bắt đầu hồi nó bắt đầu mẹ cũng sọt sẹt sọt sẹt cái nữa mẹ quay mẹ dòm thì cái lần thứ ba khi mà mẹ quay qua mẹ dòm mẹ nói là mẹ thấy nguyên cái đầu luôn mẹ không thấy cái mình đâu trơn nha mọi người nha mà mẹ nói giống như kiểu là cái người đó họ núp ở trong cái bụi bình bát xong rồi họ họ lú lú cái đầu ra như vậy mà mẹ nhìn được rõ ràng á là cái gương mặt của người đàn ông mà mẹ nói là thứ nhất là trắng thứ hai á là cái mũi hơi nhọn nhọn mà mắt hơi tròn tròn mà cái đầu thì trọc lóc thì khi mà diễn tả rồi vậy mọi người tưởng tượng này không có giống như là người Việt Nam mình giống như là người Tây người người Pháp người người Mỹ hay kiểu như vậy đó ha đó thì khi mà mẹ mẹ thấy như vậy bắt đầu là mẹ cũng hơi giật mình mà mẹ không nghĩ là ma đâu tại vì cũng chỉ mới lú cái đầu thôi thì mẹ cũng không nghĩ là ma bắt đầu là mẹ cũng hơi ngại ngại mẹ mắc cỡ thì mẹ mới nói lên gì nè mẹ nói tôi ở à, ờ, tôi à, vợ của à, bảy nghe không tại vì cũng 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 tưởng người quen với nhau thì mình cũng mình mình lên lời mình đe dọa vậy đó tôi à, vợ của à, bảy nghe không À, tôi tôi à, bụng mang giả chữa đêm hôm mà tôi đau bụng quá tôi à, đi cậu đây nha Đừng có à, núp núp trong đó rồi dòm dòm ló ló gì cha tôi bầu bì tới nơi rồi. Đó là là, là hai đứa con rồi nha Thổi dòm chứ mất công mà tôi nói tôi ỉa thúi lắm mà. Đó, đó, đó đừng có gình mò gì nữa trơn ngang Thì mẹ tưởng đâu cái người đó họ rình mẹ. À thì khi mà mẹ mẹ nói gì xong cái mẹ cũng đá 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 mắt mẹ liếc. Mẹ không có dòm thẳng về mà mẹ mẹ dòm nhưng mà mẹ liếc 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 liếc, liếc qua như vậy thì khi mà mẹ liếc liếc như vậy bắt đầu mẹ thấy cái người đó bắt đầu họ mới lú cái đầu ra từ một tưởng tượng ha đây là cái 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 bụi bình bát ha thì lú cái đầu như vậy ha cái lú từ từ như này cái lú cứ đưa cái đầu lú 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 ra từ từ giống như là họ đang chờm cái người đi ra khỏi cái bụi bình bát cái bụi bình bát này nó không có gai gì trơn á nó bình thường thành ra là núp ra mình cứ như mình đi mình bò ra từ từ nó lú từ từ cái đầu xong bắt đầu sẽ tới cái phần vai tới phần mình đúng không nhưng không có chỉ có là mẹ nói là mẹ dầm dầm mẹ liếc liếc thấy họ lú lú cái đầu đó giống như họ đang muốn chòm tới mẹ rồi đó tại vì cách có chừng bốn năm thước ha giống như họ đang chòm chòm tới mẹ vậy mới nó trời 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 ơi mình nói như vậy rồi mình bầu bì vậy rồi mà nó còn cái này dê sờm kỳ cục như ta đó thì bắt đầu mẹ cũng lúc này mẹ không còn liếc nữa mà mẹ quay qua mẹ dầm thẳng luôn mẹ mẹ dầm thẳng bắt đầu mẹ dầm mẹ là khi mẹ dòm cái người đó họ lú lú từ, từ 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 ra và lúc đó mẹ phát hiện ra họ mới là người việt mình mà chắc là là người, người, người tây người mỹ người pháp vậy đó không kiểu như vậy á thì lú một hồi nó mới lú nó sao nó sao nó, nó bộ này nó cổ nó dài lắm hay gì á sao lú ra lú 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 một hồi nữa mà sao hỏng thấy cái dai của nó đáng lẽ nó lú một hồi nó bò ra mình phải thấy cái phần dai phần mình cái nó, nó bò ra đâu tay chân gì nó đâu nhưng mà không hề thấy chỉ thấy có cái đúng cái đầu thôi có đúng một cái đầu cứ lú 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 là từ 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 hồi nó còn cách mẹ chừng cái chừng cả ba thước đi cả ba thước bốn thước luôn đi mà chỉ có đúng một cái đầu thôi đó thì lúc mà càng ngày càng gần mẹ mẹ ráng mẹ dòm 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 hồi đó rồi xong là cái đầu không đúng là con ma cái cái, cái đầu nó bay bay không thấy cái mình mẩy tay chân gì hết là mẹ điếng hồn mẹ điến hồn bắt đầu là mẹ la lên mẹ la rất là lớn nha giọng phụ nữ là mà biết rồi mẹ la má, má, nơi cứu em la la lên như vậy à thì rất là may mắn lúc đó là ba như ông cũng có về tới hay sao đó nghe là bắt đầu lúc đó là mẹ nó mẹ xỉu luôn á mẹ té từ ở trên cái cầu cá mẹ té thẳng xuống dưới cái mương luôn nghe cái chỗ cái hồ cái dầu đó là mẹ té thẳng xuống luôn á bất tỉnh không biết gì luôn đó cho tới khi mà đầu nghe tiếng ba ơi em ơi em có sao không ba chạy lật đật ba chạy từ trong nhà ba chạy ra kêu mẹ bắt đầu là ba mới xuống ba đỡ mẹ lên à, ba đỡ rồi bắt đầu là mới kiểu như là mới kè mẹ đi vô trong nhà lúc đó bắt đầu mẹ mới hoàng hồn mẹ mới kể lại như vậy rồi thứ nhất là sợ ma thứ hai là sợ mất con tại lúc đó là bụng mẹ là lúc đó là cũng đã sáu bảy tháng rồi bụng cũng qua lỗ mũi rồi té từ trên cầu cá té xuống mương như vậy mà mọi người đó thì rồi cũng mẹ mẹ kể câu chuyện đó xong ba cũng tắm rửa cho mẹ tại vì té xuống hầm cá dầu mà tắm rửa xong sáng mai gửi anh hai qua bên nhà bà nội ngoại gì đó mới dẫn mẹ đi khám thai thì coi như là không có chuyện gì, gì xảy ra ha thì đầu khi mà về nhà cũng kể lại câu chuyện như vậy như vậy đó thì những cái người mà lớn tuổi trong xóm trong làng tôi nói ờ thì ngày xưa trong xóm mình cũng chiến tranh chiến đồ này nó cũng nhiều rồi bên lính hai bên bên mình rồi bên kia cũng có thiệt mạng ở dưới đây thành ra là bây giờ Dông dế nó vậy đó thì đôi khi người ta lan ta uh, lai giảng vòng vòng như vậy nên thôi bây giờ tốt nhất là hạn chế bây giờ là bày bầu, bầu bì như vậy nè chịu khó chạy ra ngoài chợ mua cái bô đi đừng mắc cỡ đó, mua cái bô bự bự về nhiều khi đêm hôm lỡ mất vậy quá thôi mình đi trong bô đại đi rồi đẩy cái nắp rồi sáng mai đem đi ra hầm cái dồ mình đổ chứ đừng đi vậy nữa mất công đó thì đó là coi như đó là một cái cách giải quyết đó thì mẹ cũng làm y chang theo như vậy luôn là coi như không còn gặp lại cái ông cái đầu của cái con cái đầu ma đó nữa nên không có cúng kiến luôn đúng không tại vì bây giờ mình có cái cách như vậy rồi mà mình đâu cần cúng kiến đâu không hề cúng kiến nhang đèn gì cho cái bụi bình bát đó cả à rồi thì ngày tháng trôi qua bắt đầu là bắt đầu cái người chị ba đó cũng được sinh ra rồi đó tất cả mọi thứ cũng bình thường rồi sau đó bắt đầu là tới một hôm lúc đó là nói về cái cái sự qua đời của anh hai này thì uh, sau câu chuyện đầu tiên tầm khoảng chừng cỡ 3 4 năm gì đó, lúc đó anh hai em lớn rồi, ổng cũng khoảng cỡ 8 9 tuổi gì rồi. Đó thì uh, trong một cái lần cũng lúc đó thì người ta nháo nhào lên người ta mẹ mẹ không thấy anh hai về ăn cơm ha, rồi cũng đi ra hỏi người này người kia nháo nhào lên đi kiếm vòng vòng khắp sớm tưởng đâu. Thời điểm đó anh hai ông 7 8 tuổi là cũng đã có những cái máy điện tử băng mọi người biết không? Những cái điện tử băng Mario, con tra này nọ ngày xưa thì cũng đi dọc dọc những cái tiệm điện tử nó cũng không thấy đó tới chiều tối về nguyên một đêm hôm đó luôn cũng không thấy anh hai về qua hôm sau thì người ta phát hiện là xác của anh hai được nổi lên ở trên cái hầm cái dầu phía sau lưng nhà của mẹ hầm cái dầu mà mẹ đã từng thấy mau rồi đó đó thì khi mà thấy như vậy rồi thì người ta mới đầu được cũng phỏng đoán ừ nhiều khi là trời mưa lâm râm rồi đi sình đất nó trơn trượt Rồi anh hai ông lại ông té xuống rồi ông ấy thôi nhưng mà lúc đó là anh hai ông biết lội ông biết bơi biết lội rồi bảy tám tuổi mà lội như con nhái vậy đó lội được lắm mà ông hiểu tí sao là như vậy rồi, mẹ cũng khóc lóc rồi cũng làm đám ma rồi nọ nọ kia thì khi mà làm đám ma xong hết 49 ngày luôn nha đó thì bắt đầu là người dân người ta mới nói thôi bây giờ nếu mà là đỡ vậy rồi thôi bây giờ đi coi thầy coi bà gì đó tôi biết được có người quen gì nè ừ là tới đó đã có trục dòng hai lên coi coi là hỏi sao coi nó chết Rồi ví dụ như là nó có cần gì không tại vì mấy đứa nhỏ vậy mà gửi chùa nọ đồ nhiều khi nó cần tập dở này nọ đồ để nó đi học ở dưới đó học thành thành cậu thành trạng này nọ đồm lum hết trơn á đó, đó là cái đó là những cái việc về về tâm linh thôi mọi người ha đó rồi thì cũng đi coi thì khi mà coi lên cũng trục vong là anh hai lên mọi người à, anh hai lên xong bắt đầu là mẹ ở đây mẹ kể lại nôm na thôi là mẹ có hỏi là tại sao là con mất như vậy có phải là con đi đường nó trơn trợt con té xuống này nọ nọ kia không là con bị đập đầu này nọ đồ giống như là dân làng người ta đồn không đó thì cái xác đó đó cái xác mà anh hai nhập vô đó là một cái xác của một cái người nữ nha đó thì cái người đó là nó là mới mới mở miệng nó nói không con chết đó là do có người kéo chân con con đang đi như vậy đó là có người kéo chân con xuống dưới hồ rồi có một cái ông tay ông nhận cái đầu con ở dưới nước là con mới chết à là nói như vậy khi mà nói tới đó là tôi nói ngang mẹ bãi dừa bay dừa tiếc thương bà khóc mà bà vừa tức cái mình là bởi vì và bây giờ nói tới cái ông Tây như vậy ông là biết liền là ngày xưa là lúc mình mang bầu chị ba là mình đã từng gặp rồi đó mình đã từng gặp rồi mình đã né rồi đó nghe là mình đã không dám đi tiêu đi tiểu mình đòi là ỉa bô không đó mà bây giờ đợi sao đợi tới con mình bắt đầu nhận đầu con mình cho chết như vậy thì mình nếu mà một người là là người mẹ người cha mọi người nghe tới đó người tức không nó tức mình cỡ nào không à thì rồi cũng thôi bắt đầu về cũng cúng kiến cho anh hai xong rồi cũng tính trong đầu là sẽ kêu à, thầy kêu bà này nọ đồ tới nhưng mà lực bất tòng tâm mọi người tại vì thứ nhất đó là tiền bạc không có thứ hai đó là để quen thầy bà này nọ đồ ghê gớm cái người mà kêu vong anh hai lên thì họ không có chịu trục tại vì họ nói đơn giản như vậy nè trời ơi cái dông là cái dông người người pháp người mỹ gì đi Bây giờ họ mất ở trên cái mảnh đất của mình như vậy á, là nếu tính bây giờ cái thời chiến tranh tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi. Họ ở đó biết bao nhiêu năm như vậy rồi. Đó rồi trước đó họ ở yên ổn bây giờ tới đó tự nhiên đào mương lên làm cái hầm cái dầu mà cái hầm cái dầu là để làm gì? Là để tiêu, để tiểu đó thì bây giờ cái chỗ người ta đang ở mình tới mình tiêu tiểu mình xây nguyên cái hầm cái dồ rồi cứ đái không vậy rồi nhiều khi là người ta quất ức quá người ta mới quậy phá như vậy thôi thì bây giờ cái tốt nhất là thôi đừng nghĩ như là nước sông không phạm nước giếng lỡ rồi thì thôi bây giờ đừng có ai đi tiêu đi tiểu trên đó nữa thì thôi à chứ cái người đó họ còn không dám mà nhận lời mà gọi là đánh vong trục vong để mà trả thù cho mẹ nữa nên mẹ cũng ôm trong bụng một cái cục tức như vậy luôn nha thì cứ tưởng đâu câu chuyện nó hết nhưng mà không có mọi người mãi cho tới cái lúc đó bắt đầu nói về cái người chị tư đó là chị huỳnh này trong gia đình là chị huỳnh là út rồi đó là nó bắt đầu nói về cái người chị tư khoảng phim vài năm sau nữa đó thì bắt đầu là chị tư bắt đầu là chị lúc đó là chị cũng được khoảng cỡ bằng bằng cái độ tuổi của ông anh hai đó là cũng cỡ bảy tám tuổi rồi ha thì rồi cái hôm đó nó cái cái lúc đó đó thì cả nhà đang ngồi ăn cơm vậy thì chị tư thì bà cũng nói là bà cũng đau bụng thì cũng lớn rồi thôi rồi cũng bây giờ cái chuyện mà tại sao vẫn phải đi ra hầm cái dồ đó để mà tiêu tiểu là bởi vì không còn cái chỗ nào khác cả và cái câu chuyện anh hai mất ở đó là nó cũng đã lâu rồi nó cũng đã bảy tám năm rồi đó nên thành ra là chị tư lúc đó bảy tám tuổi cũng tiếp tục lại đi ra cái hầm cái dồ đó để mà đi tiêu đi tiểu tiếp ha yeah. Thì cả nhà đang ngồi ăn cơm, lúc đó là ăn cơm chiều mọi người, 4 5 giờ chiều cả nhà đang ngồi ăn cơm chỉ tư thì chỉ đi đi, đi tiêu đi tiểu đi, đi 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 cầu làm hầm cái dồ như vậy. Đang ngồi ăn thì mẹ kể nha, ba với mẹ đang ngồi ăn như vậy tự nhiên nghe một cái tiếng súng bắn. Mới đầu là tưởng đâu tiếng sấm sét không mà tại vì nghe một cái đùng một cái như vậy nè. Nghe tiếng bắn một cái đùng một cái đã rồi giật mình luôn nha, đang ngồi ăn cơm cơm giật mình lúc cơm như vậy nó trời đất ơi sao trời ngoài trời đâu có chuyển mây chuyển gió gì đâu mà sao xét đánh thì đùng 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 ghê trời thấy sấm xét dữ vậy thì bắt đầu ba ông mới nói nói sao cái tiếng này sao tôi nghe nó không có giống như tiếng sấm chớp nha sao tôi nghe đâu giống như tiếng súng quá vậy à thì vừa tới đó bắt đầu nó chết bà chứ bây giờ uh, tư nó đang ở ngoài cầu cá biết đâu, giật mình nó té xuống cầu cá không à, mình ngồi trong đây mình còn giật mình huống chi là ở ngoài cầu cá ngay chỗ mà mà đồng không huy hoạch như vậy cả nhà mới kiểu bắt đầu mới chạy ra thì khi mà chạy ra thấy rõ ràng là chị tư chỉ đang bò từ dưới hầm cá dồ chỉ bò lên mà ở trên người chị nào nói nghe nước nôi rồi sình bùn rồi những cái thứ mà ở dưới hầm cá dồ nữa nó dính đầy đẩy ở trên người mà đang bò lên mặt miếu máu khóc 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 như vậy vậy nè rồi ở đây hú hồn hú vía bắt đầu chạy lại bắt đầu là mẹ nhớ đến hình ảnh của anh hai ngày xưa nữa đúng không bắt đầu chạy lại ráng cố gắng cứu gì cứu chị tư lên mà cứu được tại vì lúc đó chạy tới nơi thì chị tư đã 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 bò lên tới gần bờ rồi trời ơi sao vậy con bộ à, xét đánh con à, con giật mình hả xét đánh à, con giật mình à, con té xuống hay gì nhưng mà chị tư chứ nó không phải à dẫn vô đến nhà tắm rửa xong thì chị tư bà nói như vậy nè lúc đó 7-8 tuổi thôi Bà kể như vậy nè bà nói là cái chuyện mà bà bị té xuống dưới hầm cá dồ là trước khi cái tiếng sét đánh đùng đùng cái sét một, một tiếng là đùng cái tiếng sét đánh đùng cái nó thấy ra đó là bà tư bà đã té trước khi đó rồi Ê, ủa vậy là làm sao thì bà chị tư bà kể là bà đang ngồi như vậy nè à bà đang ngồi trên cái cầu cá như vậy lúc đó là khoảng cỡ năm sáu giờ chiều thì bà thấy từ ở trong cái bụi bình bát đó vẫn là cái bụi bình bát đó chạy ra một cái ông mà bà, lúc đó thì mới có bảy tám tuổi đâu có biết cái gì gọi là tây là pháp gì đâu mọi người chỉ biết là một cái ông cái hình hình này ông kỳ lắm ừ là cái mũi ông bự rồi mắt tròn mà đầu trọc lóc là chỉ diễn tả vậy thôi là chạy từ trong bộ mình bác mới chạy lên trên hầm cái dồ bắt đầu nó mới đẩy mới xô mới xô cho bà chị tư bà té xuống ở dưới ở dưới nước như vậy đã thì khi mà té xuống dưới đây rồi là thấy là có người giống như là cũng lại cũng ôm rồi cũng gán cũng giống như là là nhấn cái đầu của bà chị tư xuống dưới nước như vậy đó bà chị tư vẫn biết bơi nói chung là con cái của mẹ từ nhỏ lớn là đứa nào cũng biết bơi hết trơn dân sông nước mà biết lỗi bơi đó đó thì ráng kình kình lại mà kình đấu lại tại vì bên kia người ta nhận nước mạnh quá đã thì sau đó chị tư nói lúc đó có một người có hai người à một người là đàn ông lớn tuổi còn một người là một cái đứa nhỏ đã đứng ở trên bờ đứa nhỏ đó thì nó đưa tay xuống nó để mà kiểu như kêu cứu á nó cứu mà nó đưa tay xuống để mà nó nắm chị tư nó nắm nó lôi lên còn cái người đàn ông á thì mặc trên người một cái bộ đồ mà chị tư chứ nó lúc đó còn nhỏ chỉ nói là mặc đồ giống như là công an vậy đó giống như công an hay là bộ đội kiểu như vậy đó đó và cầm trên tay một cây súng đó là bắn cầm cái súng dài nha nó là cầm một cái súng dài như vậy nè bắt đầu mới chỉ lên trên trời bắn một cái đùng một cái đó là tiếng súng bắn bắn một cái đùng một cái như vậy đó thì khi bắn một cái đung một cái là bắt đầu là chị tư chỉ nói là không còn cái cảm giác mà bị nhận nước nữa ha à, sau đó bắt đầu là chị tư bảo mới nắm cái tay cái người cái người thanh niên đó ê, không phải cái thanh niên mà cái đứa nhỏ bằng bằng tuổi chị tư đó mới nắm tay cái người đó mới lôi lên thì khi mà lôi lên tới giữa chừng thì buông ra chứ không phải là lôi lên tới trên bờ đâu nghe là lôi tới giữa chừng như vậy đó là buông ra khi mà vừa buông ra thì ba mẹ từ ở đây trong nhà bắt đầu mới chạy ra rồi là lúc đó chị tư đã được lôi lên phía lưng chừng cái bờ này việc còn lại là chị tư chỉ bò 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 lên trên bờ rồi ba mẹ ẩm vô trong nhà tắm rửa vậy thôi trời ơi khi mà lúc đó nó, khi mà nghe lại câu chuyện như vậy rồi nghe không? lúc đó đầy đủ nhân vật cái người mà xô bà chị tư té xuống là cái ông tay trong bụi bác không bàn cãi cái người mà nắm tay chị tư lôi lên rồi thằng hai không bàn cãi nữa và cái người cầm súng đó là ai mẹ khi mà mẹ về đây mẹ ở mẹ ở đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ mẹ về làm dâu thôi đã nên thành ra mẹ không hề biết đến cái người đàn ông mà lớn tuổi mà cầm cái súng bắn cái đùng đó là ai nhưng lúc đó khi mà hỏi ngay cả ba ông còn không biết nữa khi mà hỏi ở trong nhà hết nghe diễn tả như vậy rồi đó thì bắt đầu là những người lớn trong nhà mới nói ba phải kêu cái người đó bằng chú tám à có nghĩa là chị huỳnh và những người con đó là phải kêu bằng ông chú tám Ông chú tám ngày xưa đã ờ ừ, là cũng đã từng đi kiểu như là đi 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 bộ đội, đi lính như vậy đó. Đã và có khi mà bị mất ở trên chiến trường mà cũng có được đưa xác về, đó và chôn ở đằng sau mảnh đất ở sau nhà mà chôn kiểu như là những chỗ khác chứ không phải là sau nhà của, à, của 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 mẹ chị mình. Đó thì khi mà diễn tả lại vậy thì lúc đó mới biết ha. À là chú tám à ông chú tám và cái người anh hai đó là đã ra tay là đã cứu cho cái người chị tư như vậy trời ơi, nghe câu chuyện đó nghe mà vừa cảm động vừa thương nghe mà cũng vừa rất là sợ bây giờ sao giờ cái bộ bình bác nó cũng vậy là cái dòng hồn ông tay ông cứ vậy hoài mà thật sự là ngày xưa là cái người thầy kia nó nói rồi thôi lắp cái ao cái dồ đi dẹp đi đừng có đi nữa chỗ người ta đang yên ở tự nhiên tới đó rồi, rồi đấy ở đầu người ta nhưng mà do cái hầm cái dồ này mình đã nói là cả năm sáu nhà hùng tiền lại làm Người này chịu lấp người kia lại không chịu thành ra là cứ để vậy hoài Nhưng bây giờ câu chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi Lúc đó cái cách mà ba với mẹ đưa ra một cách giải quyết là gì? Bán nhà chuyển đi chỗ khác chứ bây giờ sao giờ ở đó mà cho mình nói là cái ăn cái uống rồi cái cái tiêu cái tiểu này nọ đồ là mình phải làm đúng không chứ bây giờ cứ vậy hoài đâu được thành ra là bắt buộc bắt đầu là phải bán nhà bán nhà sống trên chuyển xuống dưới sống dưới ở thôi để mà đi né cái cái bụi bình bát đi né cái hầm cái dỗ thôi chứ biết sao giờ đó thì cũng chắc là cũng bởi vì cái lý do đó nên tới bây giờ thì ngoại trừ cái sự mất mát là anh hai thôi, còn những người chị em trong gia đình này nọ đồ vẫn sống với nhau yên ổn luôn nha. Cho tới uh, thời điểm hiện tại bây giờ luôn ha mọi người ha. Sau này thì ba cũng có mất nhưng mà ba mất là do kiểu như là bệnh diễn tự nhiên thôi, chứ không, không có dính dính liếu gì đến chuyện uh, tâm linh nữa ha mọi người ha. Và bây giờ cái bộ bình bác đó, cái hầm cái tra đó, cái vong hồn của ông Lính Tây đó nó còn hay không? thì chị chị huỳnh thì chị cũng không có biết luôn tại vì tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó chị huỳnh còn nhỏ xíu hả mới có hai ba tuổi đầu tới bây giờ trời, 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 trời mấy chục năm rồi bốn năm chục năm trời rồi làm sao mà chị huỳnh biết được chị biết bây giờ là giật đổi sau giờ không còn ai nhớ đến câu chuyện đó nữa ha mọi người ha rồi thôi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nói về một cái hầm cái dồ mà có quỷ luôn chứ đừng nói là ma mọi người ha thế rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha mọi người nha. nhớ đừng quên mình có bán được những cái sản phẩm ăn vặt ở đây thì nếu những người nào mà à, nghe chuyện mình à, cảm thấy thương yêu cảm thấy thích chuyện mình có thể là muốn mua ủng hộ cho mình thì vào trong ăn vặt vũ mập chấm website của mình ha còn không là có thể là vào trong trang shopee hoặc là lazada để mà đặt hàng cũng được luôn rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha dưới mặt xin chào tất cả mọi người